Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự cay đắng. Vị đắng của một người là gì? Họ mong muốn làm một người khác đau khổ. Một người cay đắng có thể phun ra nỗi đau và tức giận bên trong của họ bằng cách nói và làm những điều làm tổn thương cảm xúc của người khác, thể hiện sự tàn nhẫn bằng lời nói và tàn nhẫn về tình cảm. Điều gì gây ra vị đắng? Các nguyên nhân của cay đắng. Tất cả cay đắng bắt đầu như sau, và nỗi đau cảm xúc của bạn cũng có thể liên quan đến việc xem bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì kích động sự tổn thương này là mục đích xấu. Khi phạm phải một sự bất công nghiêm trọng đối với bạn, như vô cớ sai lầm vào bạn và khiến bạn đau khổ, đau buồn. Các triệu chứng của một người cay đắng là gì? Những người có mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp gần gũi với những cá nhân cay đắng thường cảm thấy rằng họ không bao giờ có thể chiến thắng với những người này. Cuối cùng họ luôn cảm thấy rằng không có gì họ làm là đủ tốt hoặc chắc chắn. Họ bị kéo vào những xung đột khó hiểu và khó hiểu hoặc những tương tác căng thẳng nhẹ. Chúa nói gì về cay đắng? Hãy để mọi cay đắng và phẫn nộ và giận dữ và thét la, hét và vu khống được đưa ra khỏi bạn. Cùng với tất cả các ác ý, hãy tử tế với nhau, dịu dàng, tha thứ cho nhau, giống như Chúa trong Chúa Kitô cũng tha thứ cho bạn. Vị đắng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào? Đắng có thể làm bạn ốm. Nghiên cứu với cho thấy vị đắng liên tục có thể làm cho một người bị bệnh. Sự đắng cay dai dẳng có thể dẫn đến cảm xúc tức giận và thù địch toàn cầu. Khi đủ mạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của một người. Tiến sĩ tâm lý học Carson Roth nói, hậu quả của cay đắng là gì? Chi phí cay đắng. Thứ nhất, kéo dài nỗi đau tinh thần và cảm xúc của bạn, thậm chí có thể làm trầm trọng thêm nó. Thứ hai, dẫn đến lo lắng kéo dài hoặc trầm cảm. Thứ ba, kết tủa những hành động báo thù khiến bạn có nguy cơ tổn thương hoặc bị hại nhiều hơn, có thể nhấn tìm bạn trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc, tự đánh bại mình. Kinh Thánh nói gì về sự tức giận và cay đắng? Vượt qua mọi cay đắng, đam mê và giận dữ, không còn là hét hay lăng mạ, không còn cảm giác ghét nào nữa. Tin tốt, một người tức giận thường đẩy những người xung quanh đi. Làm thế nào để tôi ngừng cay đắng và oán giận? Đặt một suy nghĩ những cảm giác bực bội của bạn và đam mê nhai lại về chúng. Công nhận phần của bạn trong việc cho phép lạm dụng xảy ra. Tha thứ cho chính mình vì điều đó và đưa ra quyết định không thể nó để nó xảy ra lần nữa. Tuyên bố ân xá với những người mà bạn bực bội với chính mình. Trái đắng của trái tim là gì? Đắng có thể cảm thấy tồi tệ hơn giận dữ vì nó liên quan đến cảm giác bất lực, được gọi là sự khắc phục trong giới tâm lý học. Cay đắng xảy ra khi bạn cảm thấy không còn hành động nào để thực hiện vì mọi thứ nằm ngoài tầm quyền soát của bạn. Làm thế nào để vượt qua cay đắng? 8 cách hiệu quả để vượt qua cay đắng và oán giận. Thứ nhất, tha thứ cho bản thân và người khác. Thứ hai, hãy suy nghĩ tích cực về những người bạn bực bội. Thứ ba, đánh giá cao họ ngay cả khi bạn không cảm thấy như vậy. Thứ bốn, đừng rịch rập họ. Thứ năm, kỷ niệm với họ. Thứ sáu, ngăn chặn bản thân bạn nói xấu về những người này và những gì họ đã làm với bạn. Thứ bảy, tập trung vào việc cải thiện bản thân. Số 8, hãy cầu nguyện cho họ với trái tim của bạn. Làm thế nào để bạn sống với một người cay đắng? Cách xử lý người cay đắng. Thứ nhất, đừng tâm sự với họ. Đây không phải là loại người bạn nên chia sẻ thông tin nhạy cảm. Thứ hai, đừng trở thành bờ vai của họ để khóc. Thứ ba, đừng thô lỗ nhưng đừng đồng ý. Thứ bốn, nói chuyện về họ, về nó. Một tinh thần cay đắng là gì? Đắng được thực hiện bằng cách truyền một chung tinh thần và bất kỳ số lượng chất thơm, bao gồm các loại gia vị, vỏ cây, rễ, hạt, trái cây, vân vân. Trong thực tế, họ có như vậy một nơi thành lập vào tinh thần rằng ngay cả khi bạn không phải là một người uống cocktail,
Có lẽ bạn đã nghe nói về một loại thuốc đắng phổ biến nhất. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.